Trước khi kê toa và cấy Implanon NST, bệnh nhân cần được tư vấn kỹ lưỡng về những rủi ro và lợi ích từ que cấy. Lấy vật dụng cái que vô trùng, chỉ dùng một lần và lắp sẵn que cấy ra khỏi vỉ. Giữ cho kim và que cấy được tiệt trùng. Nếu ô nhiễm xảy ra thì phải sử dụng một bộ mới có dụng cụ cái que vô trùng mới. để bệnh nhân nằm ngửa với cánh tay không thuận hướng ra ngoài và khủy tay co lại. Nên thực hiện thủ thuật ở vị trí ngồi để có góc nhìn tốt nhất trong khi thực hiện thủ thuật. Để giảm đến mức thấp nhất nguy cơ bị tổn hại thần kinh hoặc mạch máu, nên cái implanon và mặt trong bắp tay không thuận. Trên mỏm lồi giữa của xương cánh tay khoảng từ 8 đến 10 cm. Đánh dấu hai điểm. Một là điểm cấy vào. Và hai là điểm cách điểm cấy vào 8 cm. Điểm này sẽ được sử dụng làm điểm tham chiếu trong quá trình cấy Implanon NXT. dùng thuốc sát trùng làm sạch chỗ cấy. Gây tê bằng cách phun thuốc tê hoặc tiêm khoảng 2 ml lidocaine 1% ngay dưới da dọc theo đường cấy suốt chiều dài 4 cm. tháo nắp trong suốt bảo vệ đầu kim chứa que cấy. Nếu nắp không dễ rớt ra, thì không nên sử dụng dụng cụ cấy que này. Cầm dụng cụ cấy que ở khu vực có bề mặt lồi, phía trên kim tim. Kiểm tra sự hiện diện của que cấy màu trắng bằng cách nhìn vào mũi kim. Không chạm vào thanh trượt màu tím cho đến khi bạn đã đưa hết chiều dài của kim vào dưới da. Vì thanh trượt sẽ rút kim ra, đồng thời phóng thích que cấy từ dụng cụ cấy. căng phần da xung quanh điểm cấy bằng ngón cái và ngón trỏ với đầu kim hơi nghiêng ở góc nhỏ hơn 30 độ. Đâm kim vào da. Trong suốt quá trình cấy, bạn đều có thể thấy rõ điểm cấy và sự chuyển động của kim. Hạ dụng cụ cái que xuống vị trí nằm ngang. Trong khi nâng da lên, nhẹ nhàng đưa kim vào hết chiều dài của nó cần phải đưa kim vào vị trí song song với da để đảm bảo rằng que cấy được đưa vào ngay dưới bề mặt da. Hãy nhớ đưa kim vào hết chiều dài của nó. Nếu không đưa kim vào hết chiều dài của nó thì que cấy có thể nhô ra khỏi chỗ cấy vào và rớt ra ngoài. Trong khi vẫn giữ dụng cụ cái que ở cùng vị trí mở khóa thanh trượt màu tím bằng cách nhấn nhẹ nó. Đẩy thanh trượt về phía sau, cho đến khi nó nằm hoàn toàn ở phía sau để rút kim và khóa kim lại bên trong dụng cụ cái que. Không di chuyển dụng cụ cái que trong khi di chuyển thanh trượt. Bây giờ, que cấy đỡ vị trí cuối cùng của nó dưới da. Lấy dụng cụ cấy que ra. kim được rút hoàn toàn vào phần thân dụng cụ cái que và bạn chỉ có thể thấy đầu nút chặn màu tím. Chúng tôi khuyên bạn nên cố gắng xác định sự hiện diện của que cấy bằng cách thăm khám ngay lập tức sau khi cấy. Nếu que cấy được đặng đốt cắt, thì cả chuyên gia y tế cũng như chị em đều có thể thăm khám được Hãy đảm bảo là ngón cái và ngón trỏ đều có thể cảm nhận được cả hai đầu. Cần nhớ rằng, thăm khám chỉ là công cụ chẳng đoán, không thích hợp để xác định chắc chắn 100% về sự hiện diện của que cấy. Cho đến khi sự hiện diện của que cấy được xác nhận, cần phải sử dụng một phương pháp tránh thai chướng ngại. dùng băng chéo và gạt vô trùng cùng với băng thun để chống bầm. Bệnh nhân có thể gỡ bỏ băng thun sau 24 giờ và miếng băng nhỏ trên điểm cấy sau 3 đến 5 ngày. Dụng cụ cấy que chỉ được sử dụng một lần duy nhất và phải được xử lý hợp cách theo đúng quy định của địa phương về việc xử lý chất thải nguy hại sinh học.